chào các bác trở lại với kênh của Ngô Cường Mê nhé Hôm nay nên sóng để thanh đi cho các bác một ít mic mới về Cái mic này còn một ít nữa thì em thanh lý nốt à, 3 triệu 3 một bộ nhé Bayer 790A Cam kết các bác là hàng chính hãng Giá cực kỳ hợp lý Cho các bác mua chơi So với mic bãi thì các bác mua thì cũng phải năn tăn Thì mic mới thì là sóng nó có ổn định Và chất lượng âm thanh và chất lượng côn nó còn gần như chưa có bị suy hao gì Tất nhiên là chúng ta có tiền thì chúng ta sẽ phải chơi đồ mới Chúng ta không có tiền chúng ta mới phải chơi đồ bãi và có một đặc điểm nữa nếu mà sợ đồ mới là hàng giả thôi Còn nếu như đồ điện tử mà chính hãng thì càng mới thì càng tốt Và đặc điểm của mic không dây là gì Dùng nâu sóng ngắn dần mà nó nó chết đấy, Mà cái bệnh đấy là không chữa được Nên là chúng ta có điều kiện để chúng ta vẫn chơi hàng mới Khuyên các bác em có bán cả mic bãi nha mic bãi kìa đấy, Bán cả mic bãi Nhưng mic bãi thì là Đôi lúc các bác mua này có những cái rủi ro riêng Và khẳng định các bác là à, Mic mới chính hãng thì sóng sẽ xa hơn và dùng nâu no, sống nó ngắn dần mà nó chết nên tại sao anh em sự kiện là bao giờ người ta dùng ba bốn năm người ta thải ra cho gia đình dùng đấy thì em giới thiệu sơ qua nhé thì Bayer 790 a này bây giờ nó thuộc của BBS nó không thuộc Bayer như ngày xưa nữa à, trước, thì, trước kia, trước kia Bayer là công ty độc lập trước kia Bayer là công ty độc lập à, và bị BBS thâu tóm thì những cái Bayer trước như 790 trơn 780 760 rồi 100 đấy thì là những cái Bayer trơn và những đời Bayer đấy thì giải chung rất là nhẹ Đấy, nhưng giải bát thì nó bị vỡ và giải chép lên cao nó bị hú và xé Đấy, thì những đời này bắt đầu khắc phục được rồi thì toàn bộ những cái côn của Bayer bây giờ nó là của BBS nó khắc phục được rồi còn là tính chất linh kiện rồi nó cũng không thay đổi nhiều vẫn cơ bản nó vẫn thế nhưng các bác mua Bayer thì chắc chắn đã được hàng chính hãng cam kết các bác đây là hàng chính hãng nhé bảo hành một năm à, rẻ thì đôi lúc là do người bán chưa chắc rẻ là do nó, à, rẻ là nó không giá trị ở Việt Nam thì đôi lúc những bộ mấy sáu bảy triệu nhưng chưa chắc đã so những bộ này này Đấy. thì đi mua mic thì các bác ra tìm những thằng chuyên sản xuất mic, đi mua vai thì tìm những thằng chuyên sản xuất vang. Đi mua loa thì tìm những thằng chuyên sản xuất loa. À, đi mua loa thì chẳng hạn như bác nhắc phải đến JBL, à, BMB, Bose, Electro-Voice, à, châu Âu có Lexicon à, rồi là FPT, à, RCF, đấy là những thằng thương hiệu còn khu vực châu Á mình có những thương hiệu châu quốc tế như là CAF, DMX, mới, à, B3, đấy là những thương hiệu đẳng cấp của châu Á à, do Trung Quốc dựng lên nhưng nó đạt thương hiệu quốc tế nhá, nó xuất đi được nhiều nước và mic ấy, thì các bác rồi chuyên về mic thì có nhỉ xua xịn sen xịn thì mic hai tay phải tiền từ 19 triệu đổ, lên thì các bác mới mua được mic hai tay của làng xua xịn mới đồ à, rồi đến ZTS của Đài Loan Rina Gark, hai tháng, là hai thằng này là hai thằng lớn tiếp theo của khu châu Á BBS và đến Bayer đấy thì là phân khúc nó còn dưới hơn một một chút. <laughs> Và đây ở phân khúc gia đình và phân khúc những đơn giản ấy thì là rẻ nhất ấy thì vẫn là thằng buyer. Tất cả những hãng còn lại đa phần tên nọ tên kia thì đều đa phần là thuê buyer sản xuất là chủ yếu và đến 80% là mic buyer. À, trên thị trường đấy các bác hàng bãi các bác để ý hàng bãi đấy. 80% là mic ruột là buyer. Có thể là tên nọ tên kia, có thể là giá nó không đồng đều nhau, có người thì dựng thương hiệu bán đắt nhưng có người thì dựng bán rẻ. Nhưng tối thiểu là buyer, còn rất ít khi các hãng là thuê những cái hãng lớn sản xuất như là gts hoặc là càng lắm vì nó đắt nó đắt nó đắt hơn à, nhưng mà chúng ta mua được mic chính hãng là ok rồi sợ nhất là mic không có thiết kế tức là người, người ta gọi là chính hãng mồm ấy gọi chính hãng mồm ấy đấy mới là cái sợ đấy, và em à, tâm sự đi thôi và bây giờ báo giá luôn cho các bác nha những bộ này em bán là 3 triệu ba chứ bao gồm phí ship đấy ba triệu rưỡi thì là bao gồm tặng cả ship và tặng cả một bộ pin Để khuyên các bác là đang quay thì hết dung lượng khuyên các bác nhìn lấy cả pin vì sao thì là cái mic không dây đa phần những lỗi các bác mà bị ăn pin ấy là đa phần các dùng pin dùng một lần và để quên bên trong nó hết pin nó ngắn mạch nó chảy nước nó ngắn mạch và gây chết con ic ngăn dòng đấy, tất cả 9, 99 phần trăm tất cả cái dòng mic không dây đều bị cái bệnh đấy là khi các bác để quên pin bên trong lâu ngày đấy, thì nếu bác dùng những pin nạp như này vừa là pin khô ấy, nó sẽ không bị hiện tượng nó xảy ra nó sẽ an toàn cho bộ mic hơn và uh, bây giờ những dòng mic mới bọn em đưa về ấy, thì bán thẳng cho các bác thì giá nó rẻ hơn rất là nhiều lãi một trăm là bọn em đã bán rồi Đấy, nói thẳng luôn là lãi một trăm là đã bán rồi nên các bác là mua được những sản phẩm chính hãng mà rẻ chính hãng thực tế và rẻ Đấy. không không qua hệ thống phân phối không qua hệ thống phân phối thì bán thẳng cho các anh bao giờ cũng rẻ hơn và qua hệ thống phân phối thì nó giá sẽ gấp đôi gấp ba là bình thường đó là điều hiển nhiên gấp đôi gấp ba là bình thường nhé ở những bộ mới này các bác có thể khẳng định các bác là có thể so những bộ mới sáu triệu dựng thương hiệu ở việt nam có khi hơn 6 triệu cũng chưa được chưa dám mở ruột so với con này nên khuyên các bác đi mua mic là cứ mở ruột ra mà xem để xem thằng nào sản xuất nếu mà họ người ta thuê những thằng chính hãng như Bayer hoặc là BBS hoặc là Rinaka thì quá tuyệt vời rồi chỉ sợ là nó không phải được như thế nó lại thuê những thằng khác sản xuất gọi là ra công xưởng ấy thì còn khốn nạn hơn nữa Đấy không ạ à, thì mic bãi em cũng bán mic mới cũng bán nhưng mà nếu các bác có điều kiện thì nên chưa mic mới vì mic không dây dùng lâu xong nó ngắn dần mà nó chết đấy mà không chữa được đâu nha riêng phần sóng mà chết là không chữa được sóng nó ngắn dần mà chết Đấy, các bác mua thì ủng hộ nhá 3 triệu 3, 3. À, cam kết các bác là chính hãng bảo hành 1 năm đấy xin chào mọi người các bác ở những kênh tiếp theo